Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta, khiến cho nền nhiệt miền Bắc hạ thấp xuống. Nhiệt độ ở vùng núi và trung du Bắc Bộ chỉ còn từ 12 đến 14 độ. Khu vực đồng bằng nhiệt độ cũng giảm xuống từ 14 đến 16 độ. Đến trưa chiều trời có hẳn nắng nhẹ, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức từ 21 đến 23 độ. Dự báo đợt rét đậm này kéo dài đến ngày 16 tháng 12 và sẽ tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống. Không khí lạnh tràn xuống kết hợp với đới gió đông sẽ gây mưa cho hầu khắp khu vực Trung Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định có nơi có mưa vừa đến mưa to, làm cho lúc này nhiệt độ cũng giảm, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế chỉ từ 21 đến 24 độ, trời rét cả ngày. Còn khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng từ 25 đến 29 độ, trời lạnh. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay, ở khu vực Tây Nguyên có nắng gián đoạn, nên nền nhiệt giảm nhẹ chỉ từ 25 đến 28 độ. Còn khu vực Nam Bộ, trời vẫn có nắng sớm nên nhiệt độ dao động từ 29 đến 33 độ. Về đêm và sáng sớm, trời rất nhẹ ở khu vực Tây Nguyên, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Còn rét lạnh ở các tỉnh thành Nam Bộ với mức nhiệt từ 22 đến 25 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên khu vực vùng biển ngoài khơi Tây Thái Bình Dương đang tồn tại một vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và mạnh lên thành bão. Khoảng tầm ngày 17 tháng 12, cơn bão này đổ bộ vào đất liền Philippines, vượt qua đi vào biển Đông nước ta, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Và theo như dự báo, thì cơn bão này có thể không đổ bộ vào đất liền nước ta, mà sẽ di chuyển lên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.